Cậu mợ mày về chưa? Dạ, dạ về rồi. Vậy hả? Vậy bây giờ cậu mợ mày đang ở đâu? Dạ, dạ, dạ đang ở trong phòng của cậu mợ. Mà mợ đẻ rớt ở dọc đường, bây giờ ẵm về nhà luôn rồi. Hả? Cái gì? Đẻ rớt dọc đường hả? Dạ. Con Lẽ sao rồi? Vợ chồng con đang trên đường về đây, thì bỗng nhiên vợ con trở dạ. Cũng may có bà đỡ đẻ ở đó, cho nên vợ con sanh luôn. Mẹ à, cháu nội đích tôn của mẹ là một quý tử đó mẹ ơi. Mẹ tới xem đi.